Căng thẳng an ninh ở châu Âu diễn biến khó lường. UAV cảm từ lạ bất ngờ xâm nhập và phát nổ trên lãnh thổ Belarus. Trong khi chiến sự leo thang, cựu tổng thống Nga nói Ukraine có thể biến mất vào năm 2034. Lý do là gì? Moscow tuyên bố tiến công, giành được một ngôi làng chiến lược. Tổng tham mưu trưởng Nga lập tức đặt ra những mục tiêu mới ở mặt trận phía đông Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky cũng gấp rút họp với Bộ Tổng tham mưu về kế hoạch của Nga và vấn đề vũ trang cho quân đội. Cuộc đối đầu Đông Tây vẫn diễn ra nghẹt thở, kéo theo những khoảnh khắc nhạy cảm khó lường. Xuất hiện video tiêm kích của Nga và NATO chạm trán cự ly gần ở biển Baltic. Tại châu Á, truyền thông Trung Quốc phản đối ý tưởng trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc. Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc về cái giá khủng khiếp, chuyện gì khiến Bình Nhưỡng nổi đóa. Các diễn biến khác, ông Biden nối lại thông điệp tranh cử, tiếp tục khiển trách đối thủ Trump. Mỹ theo dõi vụ 2 công dân thiệt mạng ở Thái Lan. Quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế và tôi là Huỳnh Ngân. Thông tin cập nhật mới nhất về điểm nóng chiến sự Đông Âu, Trung Đông cùng những chuyển động địa chính trị khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Một máy bay không người lái cảm tử Shahed đã tiến vào Belarus trong ngày 16 tháng 7 và phát nổ tại quận Asipriski thuộc tỉnh Gomel gần biên giới Ukraine. Belaruski Hachun, một đơn vị truyền thông độc lập chuyên theo dõi vấn đề quân sự của Belarus, cho biết UAV rơi cách thành phố Bomjuns của Belarus 55 km và cách biên giới với Ukraine 120 km. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng đạn tuần kích đã phát nổ khi rơi xuống. Điều này xác nhận những chiếc UAV Shahed bay vào lãnh thổ Belarus không phải là các phương tiện không người lái trinh sát hoặc huấn luyện, mà là các UAV tác chiến mang theo đạn dược. Đạn tuần kích là loại vũ khí trên không có đạn tích hợp, có thể lảng vảng xung quanh cho đến khi xác định được mục tiêu và tấn công bằng cách đâm vào mục tiêu. Theo trang tin Ukrainska Pravda của Ukraine, trong ngày 16 tháng 7, hai UAV Shahed do Nga phóng đi đã xâm nhập không phận Belarus, trong đó có một chiếc bay được hơn 300 km. Hiện chính quyền Nga, Belarus và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin trên. Chuyển sang tin tức liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 7 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói rằng Ukraine có thể không còn tồn tại đến năm 2034, thời điểm mà Ukraine có thể gia nhập NATO theo lịch trình. Quan chức an ninh Nga nói, không phải ngẫu nhiên mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai nói rằng sẽ là một kịch bản tích cực nếu Ukraine gia nhập liên minh vào năm 2034. Điều đó ngụ ý rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vào thời điểm đó, sẽ không còn nhà lãnh đạo nào của NATO hiện tại tiếp tục giữ chức vụ của mình. Rất có thể là Ukraine cũng sẽ không còn tồn tại. Vào ngày 12 tháng 7, ông Medvedev đã nói rằng Moscow sẽ tiếp tục hoạt động quân sự nhằm nghiền nát Ukraine, ngay cả khi Kiev chấp nhận các điều khoản thỏa thuận hòa bình của Điện Kremlin. Quan chức ám chỉ rằng Nga sẽ thực hiện một hành động quyết định và mạnh mẽ nhằm làm tổn hại nghiêm trọng hoặc phá hủy Ukraine, dù Kiev có từ bỏ phần lớn lãnh thổ phía đông của mình chăng nữa. Tổng thống Vladimir Putin từng nói, để đạt lệnh ngừng bắn, Ukraine phải từ bỏ 4 khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập trong các cuộc trưng cầu dân Ý, đồng thời từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Kiev và các đồng minh cho rằng đó là những yêu cầu vô lý. Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev viết, điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine muốn thỏa thuận và chấp nhận yêu cầu? Đây không phải là dấu chấm hết cho hoạt động quân sự của Nga. Ngay cả sau khi ký giấy tờ và chấp nhận thất bại, các phần tử cực đoan còn lại của Ukraine sẽ tái tổ chức lực lượng và không sớm thì muộn, họ sẽ trở lại nắm quyền với sự khuyến khích của phương Tây. Ông Medvedev còn nói Kiev sau cùng sẽ bị nghiền nát theo thời gian và nêu thông điệp Nga sẽ đưa những phần đất còn lại của Ukraine trở về với đất mẹ. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov ngày 16 tháng 7 cảm ơn các lực lượng Nga vì đã giành được làng Yuzhen ở phía đông vùng Donetsk của Ukraine. Theo Reuters, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc giành được làng Yuzhen là vào ngày 14 tháng 7. Trong cập nhật mới nhất, Moscow cho biết, tướng Gerasimov đã nghe báo cáo từ một chỉ huy nhóm lực lượng phía đông và ghi nhận thành công của nhóm này, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ mới cho các hoạt động tiếp theo. Được biết, Yuzhen đã rơi vào tay lực lượng Nga ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, nhưng sau đó Ukraine giành lại trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Ukraine chưa bình luận chính thức về việc bên nào đang kiểm soát ngôi làng.
Trong báo cáo tối ngày 16 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến Eurozone, nhưng cho biết giao tranh xảy ra ở hai khu vực nằm xa hơn về phía bắc của khu vực Donetsk. Các blogger phi chính thống của Ukraine thừa nhận quân đội đã từ bỏ quyền kiểm soát Eurozone. Các blogger chiến tranh Ukraine còn đăng một video mà họ mô tả là cảnh lực lượng Nga cắm cờ trên nóc tòa nhà hành chính Eurozone. Lực lượng Nga đã giành được nhiều ngôi làng kể từ khi kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở vùng Donetsk hồi tháng 2 năm nay. Khu vực này là tâm điểm trong cuộc tiến công chậm chạp của Nga dọc tiền tuyến kéo dài 1.000 km ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, các blogger cũng cho biết Kiev rút khỏi làng Krynki ở khu vực miền nam Kherson vài tuần trước. Kherson bị Nga kiểm soát trong những ngày đầu xung đột, nhưng Kiev đã giành lại phần lớn lãnh thổ tại đây sau vài tháng. Kiev giành được bờ đông sông Dnipro, trong khi lực lượng Nga vẫn cố thủ ở bờ đối diện và thường xuyên pháo kích về phía Ukraine. Reuters hiện chưa thể xác minh độc lập các diễn biến phức tạp trên chiến trường. Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã họp với Bộ Tổng tham mưu nhằm xem xét tình hình chiến tuyến, vấn đề trang bị cho các lữ đoàn luân phiên tại các mặt trận và hoạt động sản xuất vũ khí. Theo Ukrainska Pravda, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã báo cáo tình hình ở các mặt trận chính, cùng các kế hoạch của Nga và phản ứng của Ukraine. Một lượng thời gian đáng kể đã được dành để thảo luận về vấn đề trang bị cho các lữ đoàn luân phiên tại những khu vực khó khăn nhất, bao gồm các yếu tố con người, vũ khí, trang thiết bị quân sự và hậu cần phù hợp. Tổng tham mưu trưởng Anatoly Balilavich đã báo cáo về vấn đề này. Một vấn đề quan trọng khác là vũ khí. Các quan chức đã họp về hồ sơ sản lượng vũ khí của Ukraine, bao gồm đạn pháo, phương tiện không người lái và các thiết bị khác, cùng với bên lai mua vũ khí. Kiev đang phối hợp với các đối tác để kịp thời tháo gỡ các nút thắt và đẩy nhanh quá trình giao hàng. Newsweek ngày 16 tháng 7 đưa tin một video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một cuộc chạm trán ở cự ly gần giữa tiêm kích F-18 của không quân Tây Ban Nha và một máy bay Shahed Su-30 của Nga trên biển Baltic. Biển Baltic còn được gọi là Hồ NATO do được bao quanh bởi các thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Hồi đầu tuần này, Babak Tefei, một nhà sử học và là phóng viên về hàng không, đã đăng một thước phim lên nền tảng mạng xã hội X kèm theo nội dung. Video do người điều hướng trên máy bay chiến đấu đa dụng của Không quân Hải quân Nga ghi lại, cho thấy màn chạm trán gần với khí tài dường như là tiêm kích IF-18A Hornet của Không quân Tây Ban Nha khi chúng tham gia các nhiệm vụ kiểm soát hàng không ở Baltic, cất cánh từ thành phố Slavia, Litva. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghi ngờ về chủ sở hữu của chiếc F-18 nói trên, có suy đoán nó là máy bay Phần Lan. Newsweek chưa thể xác thực video, Bộ Quốc phòng Nga và NATO chưa bình luận về thông tin này. Hồi tháng 4, Liên minh NATO nói rằng các phương đội tiêm kích của Không quân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang dẫn đầu nhiệm vụ bảo vệ không phận Baltic của NATO. Chúng hoạt động từ thành phố Slavia của Litva. Nhiệm vụ sẽ kéo dài đến cuối tháng 7. Chỉ huy phân đội Tây Ban Nha, Trung tá Pablo Estrada cho biết đây là lần thứ tư quốc gia này dẫn đầu nhiệm vụ bảo vệ không phận của NATO tại khu vực Baltic. Ông nói Tây Ban Nha đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của mình với các nhiệm vụ và an ninh tập thể của NATO thông qua nhiều hoạt động phòng vệ ở phía Bắc và phía Nam Liên minh như cam kết mạnh mẽ trong nhiệm vụ bảo vệ không phận NATO tại Tây Ban Nha, hỗ trợ Bulgaria và Romania tăng cường bảo vệ không phận, đồng thời giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hỗ trợ hệ thống phòng không NASAMS cho Latvia. Trung tá Jose Diaz, chỉ huy phân đội Bồ Đào Nha cho biết, nhiệm vụ này đánh dấu lần thứ bảy các máy bay chiến đấu F-16 của họ được triển khai để bảo vệ bầu trời Baltic. Ông khẳng định, là một trong những đồng minh sáng lập của NATO, phi đội Bồ Đào Nha sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ. Căng thẳng giữa các thành viên NATO với Nga đang ở mức cao giữa lúc chiến sự Ukraine tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 12 năm ngoái cảnh báo rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tấn công NATO. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16 tháng 7 cáo buộc Mỹ đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối từ các đồng minh và đe dọa chủ nghĩa đa phương. Washington sau đó chỉ trích phát biểu của ông Lavrov là một lời ca tháng. Theo Reuters, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 7, Nga đã triệu tập một cuộc họp về hợp tác đa phương nhằm đạt được một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn. Chủ trì cuộc họp, ông Lavrov nói rằng, phương Tây đang tích cực phá hủy hệ thống toàn cầu, vốn từ đầu được xây dựng dựa trên các mô hình của họ. Mục đích là để kiềm chế Nga, Trung Quốc và các nước khác có chính sách độc lập và bị xem là thách thức cho quyền bá chủ của phương Tây.
Washington yêu cầu các đồng minh tuân thủ tuyệt đối, ngay cả khi điều đó gây hại cho lợi ích quốc gia của họ. Ngoại trưởng nói thêm, quyền cai trị của Mỹ là bản chất của trật tự khép kín dựa trên luật lệ. Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Về vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế cũng như hợp tác toàn cầu, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng Nga không xem trọng vấn đề này, đồng thời chỉ trích Moscow về xung đột Ukraine. Nữ đại sứ nói, khi lắng nghe phát biểu của đại diện Nga, tôi đã nghĩ mình ở nhầm phòng vì phiên họp này dường như chỉ để than phiền về Mỹ và phương Tây. Tôi hầu như không nghe thấy từ đa phương nào được đề cập. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward chế nhạo chủ đề của cuộc họp mà Nga triệu tập, cho rằng Moscow đang ném chất nổ vào người dân ở Ukraine một cách có hệ thống trong một cuộc chiến vô cớ và vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hiệp Quốc. Có gì là dân chủ khi cố gắng khuất phục người dân của một quốc gia khác? Điều gì là bền vững khi tiến hành một cuộc chiến khiến hơn 500.000 công dân của Nga thương vong? Bà Woodward chất vấn. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phu Con cho biết trật tự quốc tế cần dựa trên luật pháp quốc tế. Ông nói rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà một số nước ủng hộ vốn chỉ nhằm tạo ra hệ thống khác nằm ngoài hệ thống luật quốc tế hiện có, cũng như tìm kiếm tính hợp pháp cho các tiêu chuẩn kép và các ngoại lệ. Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận về cách cơ quan này làm việc với Hungary trong thời gian Budapest giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, lãnh đạo cơ quan lập pháp của EU cho biết hôm 16 tháng 7. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thời gian qua hứng chịu những lời chỉ trích từ các quốc gia và lãnh đạo Liên minh châu Âu vì các chuyến thăm bất ngờ đến Nga và Trung Quốc trong một sứ mệnh hòa bình tự phong nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Các hoạt động đó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch EU luân phiên hồi đầu tháng 7. Theo Reuters, quốc gia giữ chức chủ tịch có trách nhiệm tổ chức các cuộc đàm phán và các cuộc họp của 27 quốc gia thành viên với Nghị viện châu Âu về những luật và chính sách mới. Một nhóm gồm 63 nhà lập pháp châu Âu hôm 16 tháng 7 nói rằng ông Orbán đã cố tình ngụ ý rằng ông ấy hành động thay mặt cho toàn bộ EU khi thăm Moscow và Bắc Kinh. Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjo nói, các cuộc tấn công từ những chính trị gia châu Âu cuồng chiến chỉ củng cố thêm quyết tâm của Hungary đối với sứ mệnh hòa bình của mình. Ông nhấn mạnh rằng hòa bình chứ không phải chiến tranh là chìa khóa cho một châu Âu vĩ đại. Roberta Metsola, Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết, Hội nghị Chủ tịch Cơ quan Lập pháp Cơ quan Giám sát quan hệ với các quốc gia thành viên đã thảo luận về các cách thức tương tác với Hungary sau những lời chỉ trích từ EU và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Chắc chắn vấn đề này sẽ được thảo luận lại trong Hội nghị Chủ tịch mới nhằm xem xét các tổ chức này với vai trò là đồng lập pháp sẽ tương tác ra sao với Chủ tịch EU về các sáng kiến lập pháp và các quyết định mới. Bà Metsola nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Nghị viện châu Âu gồm 720 thành viên đã khai mạc nhiệm kỳ 5 năm vào hôm 16 tháng 7 sau cuộc bầu cử EU vào tháng trước. Bà Metsola, một nhà lập pháp người Manta, ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine, đã được đa số phiếu tán thành cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách lãnh đạo nghị viện sau cuộc bỏ phiếu hôm 16 tháng 7. Theo Reuters, nhiệm kỳ tiếp theo có thể chứng kiến một hội đồng EU rạn nứt hơn với số lượng các nhà lập pháp cực hữu ngày càng tăng, trong khi các nhà lập pháp Đảng Xã hội và Đảng Xanh đối lập đã tuyên bố sẽ không hợp tác với phe cực hữu. Bà Metsola cho biết trong nhiệm kỳ 2, bà sẽ nỗ lực xoa dịu những sự phân cực đã xảy ra trong chiến dịch bầu cử EU. Chuyển sang diễn biến căng thẳng ở châu Á, tờ Global Times của Trung Quốc mới đây cảnh báo Hàn Quốc không nên tham gia cuộc chạy đua vũ trang do Mỹ dẫn đầu trên bán đảo Triều Tiên. Theo tờ báo, đề xuất trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hàn Quốc là một ý tưởng nguy hiểm, đe dọa sự ổn định trong khu vực. Global Times có lẽ đang bình luận về phát biểu của Đô đốc Sam Paparo, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Hôm 14 tháng 7, ông Paparo nói rằng kế hoạch trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc sẽ phụ thuộc vào những đánh giá hoạt động trong tương lai. Tờ báo Chosun Imbo của Hàn Quốc hôm 16 tháng 7 cho biết, tuyên bố của ông Paparo là điều hiếm thấy do có liên quan đến hạt nhân, một vấn đề nhạy cảm. Chính phủ Hàn Quốc có thể đang theo dõi chặt chẽ tình hình do tính quan trọng của vấn đề. Theo Newsweek, chính sách lâu dài của Hàn Quốc là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang hướng tới hợp tác sâu sắc hơn, vượt ngoài khả năng quân sự thông thường. Seoul là đồng minh hiệp của Hiệp ước Washington trong 7 thập kỷ và từ lâu đã nằm dưới sự bảo vệ của chiếc ô hạt nhân Mỹ. Tuần trước, tại Lầu Năm Góc, hai bên đã ký các hướng dẫn chung về răn đe hạt nhân nhằm điều chỉnh cách thức và thời điểm các lực lượng chiến lược của Mỹ có thể được triển khai ở bán đảo Triều Tiên để bảo vệ liên minh. Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thống Joe Biden cũng tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc bảo vệ đồng minh của mình bằng toàn bộ khả năng của Mỹ, bao gồm hạt nhân. Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Mỹ, Hàn sẽ trả một cái giá khắc nghiệt không thể tưởng tượng được với việc tăng cường hợp tác hạt nhân.
Trước tình hình đó, Bình Nhưỡng cho biết họ không có cách nào khác ngoài cải thiện sự sẵn sàng răn đe hạt nhân của mình. Hàn Quốc không có vũ khí chiến lược, nhưng việc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và ngày càng gần gũi hơn với Nga đã thúc đẩy Seoul có cuộc thảo luận cởi mở hơn về khả năng mua vũ khí hạt nhân trong tương lai. Tại cuộc họp nội các hôm 16 tháng 7, Tổng thống Yoon cho biết Liên minh Mỹ-Hàn hiện dựa trên hạt nhân, ám chỉ về các sứ mệnh đặc biệt đối với tài sản hạt nhân của Mỹ trong cả thời chiến và thời bình. Trong bản cập nhật thường niên công bố vào tháng 6, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết Triều Tiên có ít nhất 50 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình và có cả nguyên liệu cũng như ý định chế tạo thêm. Truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết hôm 16 tháng 7, bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tiếp tục đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Hàn Quốc rằng nước này sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục có thêm bóng bay tuyên truyền được thả qua biên giới. Nếu hành vi ngây thơ và bẩn thỉu liên quan đến rác thải Hàn Quốc tiếp diễn, chúng tôi chắc chắn sẽ đổi phương pháp ứng phó, bà Kim nói. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên thả hơn 2.000 bóng bay chứa đầy nước thải và rác thải sang Hàn Quốc nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả bóng bay chứa tờ rơi tuyên truyền chống chính quyền ông Kim cùng các thẻ USB chứa chương trình truyền hình và nhạc pop của Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong cho biết có 29 bóng bay lớn của Hàn Quốc đã được tìm thấy gần biên giới cùng với các tờ rơi được phát hiện ở nhiều khu vực khác. Nhiều nơi ở Triều Tiên bị phong tỏa để các cơ quan chức năng giải quyết các bóng bay. Điều này gây bất tiện cho người dân. Đây là tình hình mà chúng tôi không thể bỏ qua. Các người sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp, bà nói. Trước đó vào hôm 14 tháng 7, bà Kim Yo-jong cho biết đã phát hiện bóng bay Hàn Quốc ở 17 địa điểm và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã đưa ra đầy đủ các biện pháp đối phó và Seoul nên chuẩn bị trả giá đắt. Đáp lại, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu công dân Hàn Quốc bị tổn thương từ những bóng bay rác thải của Triều Tiên. Ở diễn biến khác, hôm 16 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã hứa với các cử tri da màu rằng ông sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng tái đắc cử vào ngày 5 tháng 11. Đồng thời, nhà lãnh đạo chỉ trích mạnh mẽ thành tích của ông Donald Trump khi còn là tổng thống. Theo Reuters, đây là bài phát biểu chính trị đầu tiên của ông Biden kể từ sau vụ tấn công bất thành nhắm vào ông Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Tại hội nghị thường niên của NAACP ở Las Vegas, một cuộc họp quan trọng của các cử tri da màu, ông Biden đã được chào đón bằng những tiếng hô vang 4 năm nữa. Ông Biden nói rằng ông rất biết ơn vì ông Trump không bị thương nặng. Mặt khác, ông chủ Nhà Trắng chỉ trích gay gắt đối thủ trên nhiều phương diện, bao gồm cách ông Trump xử lý nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. Để tôi nói lại một lần nữa, vì ông Trump đang nói dối một cách trắng trợn về điều đó, ông Biden nói. Ngoài ra, Tổng thống ca ngợi việc tỷ lệ thất nghiệp của người da màu đã đạt mức thấp kỷ lục dưới sự lãnh đạo của ông. Nhà lãnh đạo cũng khiển trách ông Trump vì cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama không phải là công dân Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích cách ông ấy nhắc đến công việc của người da màu trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý, ông Biden nói khi đề cập nỗ lực tranh cử của mình. Theo Reuters, sau vụ tấn công ông Trump, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã rút các quảng cáo truyền hình và ngừng các lời công kích nhắm vào cựu Tổng thống. Thay vào đó, họ tập trung vào thông điệp đoàn kết. Trước đây, chiến lược trong chiến dịch tranh cử của ông Biden là tập trung chỉ trích gay gắt ông Trump như một mối đe dọa đối với nền dân chủ Hoa Kỳ, đồng thời xoáy sâu vào việc ông ấy không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử 2020 cùng cáo buộc hình sự chống lại vị tỷ phú. Hiện tại, chiến dịch của ông Biden đang cố gắng điều chỉnh một thông điệp ít gây chiến hơn, nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai ứng cử viên. Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu là tổ chức dân quyền lớn nhất và lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đại diện cho một nhóm cử tri quan trọng của Đảng Dân Chủ. Mặc dù các cử tri da màu đã bỏ phiếu mạnh mẽ cho ông Biden vào năm 2020, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống đương nhiệm đang giảm dần trong cuộc bầu cử lần này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi các tin tức về việc phát hiện hai công dân Mỹ tử vong trong một khách sạn ở Thái Lan. Theo Reuters, cảnh sát Thái Lan đang điều tra vụ án 6 người nước ngoài thiệt mạng tại một khách sạn cấp cao ở Bangkok hôm 16 tháng 7, đồng thời đang tìm kiếm một người thứ bảy có liên quan đến vụ việc. Trong số các nạn nhân có 4 người là công dân Việt Nam và 2 người là người Mỹ gốc Việt. Họ đã nhận phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok vào hai thời điểm khác nhau trong ngày 13 tháng 7 và ngày 14 tháng 7. Trung tướng Thiti Sang Sawang, tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết, nhóm nạn nhân gồm 3 nam và 3 nữ, họ đã nhận các phòng khách sạn khác nhau nhưng thi thể lại được tìm thấy trong cùng một phòng, không có dấu hiệu giằng co, ẩu đả trước khi mất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.